Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Ngày hôm nay các bạn và mình sẽ cùng nhau thực hiện yêu cầu tiếp theo, đó chính là yêu cầu trong bài số 22 là vẽ thêm một số những cái con vật cũng được cấu tạo từ những hình tương tự. Mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ con mèo nhé. Lấy bút đen để vẽ nền này. Một con mèo sẽ có một cái đầu hình tròn, được chưa? Một cái thân hình gì nhỏ hình, mình sẽ vẽ con mèo có cái thân hình tam giác này. Thế à? Tiếp theo là cái đuôi hình chữ nhật nhé, có hai cái tai hình tam giác, hai con mắt hình tròn, cái miệng và cái chân hình tam giác. Như vậy là mình đã có một con mèo rồi các bạn ạ. Tiếp theo hướng dẫn các bạn vẽ con hươu cao cổ nhé. Hươu cao cổ đúng không nào? Một cái con đầu hình tròn này, hình chữ nhật với hình tròn. Có một cái cổ rất là cao hình chữ nhật. Tiếp theo thân cũng là hình chữ nhật luôn. Và những cái chân, đuôi nó đúng không nào? Đây chính là con hươu cao cổ các bạn nhé. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ nhau tô màu với những con vật đáng yêu và hoàn mỹ này thôi. Con mèo mình tô màu vàng nhá. Hươu cao cổ thì mình tô bằng màu da cam. Để cho quá trình đẹp hơn thì các bạn có thể dùng màu xanh để vẽ thêm đồng cỏ nữa nhé. Đồng cỏ cũng sẽ hình tam giác nhé. Bên này cũng thế luôn. Đó, vậy là mình đã hoàn thiện xong phần yêu cầu của bài tập ngày hôm nay rồi. Thời lượng của kênh cũng hết mất rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh của mình để ủng hộ kênh các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi chiều tối thật là vui vẻ. Tạm biệt các bạn.